Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các địa phương trên địa bàn thị xã tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn lần thứ 25 xác định thu hút đầu tư là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Do đó, những năm qua, huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Tĩnh Gia tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm quy định của tỉnh trong giải quyết công việc cho tổ chức cá nhân, không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, giải quyết công việc, không trễ hẹn theo quy định, từ đó tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đi đôi với đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, huyện đã tổ chức công bố các quy hoạch, đồng thời tập trung triển khai công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án theo đúng cam kết và tiến độ với chủ đầu tư. Nhờ đó đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn. Bên cạnh đó,
huyện đã tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc kéo dài nhiều năm tại các dự án hạ tầng, giao thông và các dự án trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 287 dự án, hoàn thành giải phóng mặt bằng 107 dự án, đang thực hiện 180 dự án. Đặc biệt, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm như đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường ống nước thô khu kinh tế Nghi Sơn, mặt bằng khu C lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, khu công nghiệp Luyện Kim, đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Hòa, các bến cảng tổng hợp và nhiều dự án thương mại, dịch vụ quan trọng khác. Cùng với các giải pháp cải thiện môi trường, tạo điều kiện thu hút đầu tư, huyện còn huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại, khuyến khích, vận động, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, nhiều dự án sản xuất kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn đã hoàn thành đưa vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của huyện và của tỉnh. Hiện trên địa bàn có gần 900 doanh nghiệp, tăng 43,4% so với đầu nhiệm kỳ và đang hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy hải sản, du lịch. Các doanh nghiệp đã và đang đóng góp vào ngân sách với mức thu cân đối trên địa bàn hàng năm đạt gần 320 tỷ đồng trên một năm, tăng bình quân 23,9% trên một năm, vượt 15% so với mục tiêu đại hội. Ngoài ra, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư cũng đã và đang thúc đẩy phát triển nhanh lĩnh vực dịch vụ cả về quy mô, loại hình và chất lượng, hàng hóa đa dạng, phong phú, giá hàng hóa tiêu dùng ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 8.586 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm 2015. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 900 triệu USD, gấp hơn 3,6 lần mục tiêu nghị quyết đại hội. Huyện cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh để mạnh xúc tiến đầu tư vào địa bàn và khu kinh tế Nghi Sơn. Từ năm 2016 đến nay đã thu hút mới 108 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 41.100 tỷ đồng và 3,08 tỷ USD. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn có 227 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 129.483 tỷ đồng và 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 12,69 tỷ USD. Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn, thị xã Nghi Sơn đã và đang chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn trong công tác quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 900 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Hải Yến đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 95 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân xã về việc thực hiện chỉ thị số 22 ngày 3 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, xã Hải Yến đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, địa điểm tập trung đông người, tăng cường xử lý vi phạm những trường hợp không đeo khẩu trang, nhất là tại các chợ tái định cư Hải Yến. Bên cạnh đó, tổ giám sát xã thôn, công an xã, trạm y tế xã,
khẩn trương kiểm tra rà soát các trường hợp từ vùng dịch về địa bàn để có biện pháp giám sát và cách ly kịp thời, thành lập tiểu ban tuyên truyền với nhiệm vụ tăng cường thông tin tuyên truyền tới người dân, chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ an toàn cho mình, gia đình và xã hội, chủ động cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, cảnh báo sớm cho người dân dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tình hình mới, để chủ động phòng chống dịch, xã Trường Lâm đã nhanh chóng kích hoạt lại hoạt động của ban chỉ đạo, các tổ công tác triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Trường Lâm đã tập trung lãnh chỉ đạo, quyết liệt theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đề ra để phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, y tế xã và các thôn, tổ dân cư là đơn vị nòng cốt bám sát ở cơ sở để nắm bắt các trường hợp từ các địa phương có dịch trở về, thực hiện khai báo kịp thời, giám sát cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, ban chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Công an xã tăng cường kiểm tra, yêu cầu các quán karaoke, massage, vũ trường trên địa bàn tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ông Cao Văn Sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Trường Lâm cho biết. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID trong cái tình hình mới trên địa bàn xã Trường Lâm thì đối với Trường Lâm thì là một xã phía nam của thị xã Nghi Sơn, giáp danh với thị xã Hoàng Mai, cho nên là công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn thì khá phức tạp. Trong khi đấy thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch Ủy ban thị xã Nghi Sơn, thì Ủy ban nhân xã Trường Lâm đã triển khai kiện toàn các ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID trên địa bàn xã, thì thành lập các tổ giám sát của xã và của thôn. Thì hiện nay thì trên địa bàn thì các tổ đã hoạt động hàng ngày là giao ban trực tuyến qua Zalo, và trong cái thời gian tới thì nói chung là tập trung để kiểm soát các cái con em và các cái lao động xa ngoài tỉnh về trên địa bàn làm ăn để yêu cầu là đến trạm y tế để khai báo và theo dõi cách ly tại địa bàn thôn bản. Sau 14 ngày thì là có cái thông báo là kết quả hết thời hiệu cách ly đối với từng các cái đối tượng đi làm ăn xa về địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 18 tháng 8, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Phú Sơn đã tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã Phú Sơn đã thành lập tổ thanh niên xung kích và được chia thành nhiều nhóm với các thành viên là đoàn viên thanh niên trong xã để đi tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và cách phòng tránh dịch COVID-19 trong cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền tại chợ, khu dân cư tập trung đông người và các khu ở xa trung tâm xã. Mỗi nhóm có khoảng 2 đến 4 người đi đến từng nơi khác nhau, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài, ở nơi công cộng, tránh tiếp xúc đông người, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn, v.v. Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên xã Phú Sơn đã triển khai nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, của các thôn, mạng xã hội Facebook, Zalo, Affix. Từ đó, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương và địa phương. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến quá trình điều tra truy vết những người tiếp xúc với ca mắc, nghi mắc COVID-19 hay còn gọi là F1, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần hay còn gọi là F2 và lịch trình di chuyển của họ gặp rất nhiều khó khăn, là nguy cơ
làm dịch bệnh lây lan cho người thân và cộng đồng. Vì vậy, mọi người dân khi trở về từ vùng dịch hay di chuyển qua lại các vùng miền cần phải ghi lại toàn bộ hành trình di chuyển, thời gian, địa điểm mình đã đến, đi qua để khai báo cho cơ quan chuyên môn trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, cũng cần ghi nhớ quá trình tiếp xúc với những người xung quanh 14 ngày kể từ khi trở về địa phương, từ đó giúp nhanh chóng truy vết những người F1, những người F2 và những người liên quan. 1. Người trở về từ vùng dịch cần nhớ rõ trong 14 ngày trước khi trở về đã đi đâu, làm gì, ở những địa điểm nào, tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với những ai. 2. Khi có quyết định trở về nhà, cần ghi lại hành trình di chuyển, những người mình tiếp xúc và toàn bộ lịch trình của mình trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Khuyến cáo cần có phương pháp ghi nhớ hoặc làm một cuốn sổ tay để ghi chép. Quá trình di chuyển cần ghi rõ. Từ nơi ở, lưu trú đến nhà ga, bến tàu, bến xe hoặc địa điểm bắt xe và từ nhà ga, bến tàu, bến xe hoặc địa điểm xuống xe về nơi ở, nơi lưu trú. Cần ghi nhớ di chuyển bằng phương tiện gì, họ tên lái xe hoặc người đi cùng, số điện thoại, biển số xe, thời gian di chuyển, những người tiếp xúc gần, thời gian và địa điểm đã ghé qua. Quá trình lưu lại tại nhà ga, bến tàu, bến xe hoặc địa điểm lên xuống xe, ghi lại thời gian địa điểm và những người tiếp xúc gần và những địa điểm đã ghé qua trong thời gian chờ. Quá trình di chuyển trên các phương tiện vận tải công cộng hoặc xe cá nhân, ghi lại toàn bộ hành trình với các thông tin, thời gian bắt đầu và kết thúc hành trình. Đối với máy bay, ghi nhớ số hiệu chuyến bay, số ghế, người ngồi cùng, trước sau hai hàng ghế. Đối với xe khách, cần ghi lại tên phương tiện, số điện thoại lái xe, biển số xe, số ghế, các địa điểm dừng nghỉ, những địa điểm đã ghé qua, những người tiếp xúc gần, địa điểm và thời gian xuống xe. Đối với xe cá nhân, hãy ghi lại các địa điểm dừng nghỉ, những địa điểm đã ghé qua và thông tin những người đi cùng và tiếp xúc gần, số điện thoại, địa chỉ. Khi về nơi ở, nơi lưu trú, cũng cần ghi lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Cần ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động di chuyển tại các nơi công cộng, tập trung đông người và những người mình đã tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hàng ngày và trong vòng 14 ngày để khai báo với cơ quan y tế khi có yêu cầu. Mọi thông tin về lịch trình của người khai báo y tế đều được lưu giữ bí mật và chỉ được công khai khi có sự đồng ý của người khai báo. Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế trong tình hình mới. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaibyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên smartphone. Khi kết luận cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối mùng 2 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị toàn dân cài đặt Bluezone để truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định nếu như không có công cụ Bluezone, thực sự sẽ rất khó khăn vì phải quét diện rộng. Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét. Mỗi một smartphone sau khi cài đặt Bluezone sẽ được gọi là Bluezoner. Các Bluezoner kết nối với nhau thì tạo thành cộng đồng Bluezone nhằm theo dõi và truy vết các tiếp xúc gần với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Nếu có kết quả trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Bluezone có 5 đặc trưng quan trọng: bảo mật về dữ liệu, không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng, ẩn danh, minh bạch, không tốn pin. Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE, do đó có thể bật Bluetooth cả ngày, cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% pin. Bước 1. Trên điện thoại, vào CH Play trên điện thoại hệ điều hành Android hoặc vào App Store trên điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2. Gõ từ Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3. Chọn ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử, cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt. Bước 4. Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, nên bật Bluetooth 24/24 để có thể phát hiện kịp thời chính xác các ca nhiễm COVID-19 khi người dùng ứng dụng chẳng may đi đến các vùng đang có dịch. Do ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nên người dùng không cần lo lắng về việc tốn nhiều pin trên điện thoại. Bước 5. Tiếp theo, chọn mục quét xung quanh. Bước 6. Sau vài giây, nếu người dùng dùng ứng dụng Bluezone đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm F0 hoặc các ca F1, F2 mà có dùng ứng dụng Bluezone, thì hệ thống sẽ thông báo với người dùng biết được và có biện pháp cách ly phòng ngừa lây lan ra cộng đồng. Lưu ý, con số trong ô màu xanh khi quét xung quanh chỉ là những người dùng có cài ứng dụng Bluezone ở quanh đó, không phải là các ca nhiễm hay nghi nhiễm. Số người ở gần được tính khi hai người dùng Bluezone ở cạnh nhau trong phạm vi dưới 2 mét. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cho đến nay thì Bluezone là phần mềm truy vết hiệu quả nhất. Phần mềm này kết hợp với phần mềm khai báo khác đang hoạt động ở Việt Nam sẽ trở thành hệ sinh thái với độ truy vết rất cao. Việt Nam có khoảng 70-80 triệu người trưởng thành đang dùng điện thoại di động. Nếu khoảng 60% số người, tương đương với khoảng 45-50 triệu người, cài đặt Bluezone thì phần mềm sẽ hiệu quả. Để được cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, chủ động giúp bảo vệ bản thân, gia đình và của cả cộng đồng, mỗi người hãy tự giác cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Điện lực thị xã Nghi Sơn thông báo dự kiến tạm ngừng cấp điện như sau. 1. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây trung áp sau trạm 110 kV tính ra 1 E9.13 và trạm 110 kV tính ra 2 E9.37 và các lộ đường dây sau trung gian Chiêu Dương trạm 110 kV nông cống E8.8. Ngày giờ cắt điện từ 4 giờ đến 19 giờ các ngày 22, 23, 29, 30 tháng 8 năm 2020. Khu vực mất điện: các phường Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Mai Lâm, Trúc Lâm, Xuân Lâm, Hải Bình, Tĩnh Hải, Nguyên Bình, Bình Minh, Hải Thanh, Hải Thượng. Các xã Anh Sơn, Các Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Chiêu Dương, Định Hải, Hải Hà, Nghi Sơn, Tùng Lâm, Hải Yến, Hải Nhân, Định Hải, Trường Lâm, Phú Sơn, Tân Trường. Lý do cắt điện: đảm bảo an toàn cho đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Thanh Hóa, kéo đường dây 500 kV. Phó Giám đốc đã ký: Hà Văn Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa xin trân trọng thông báo. Tiếp nối sự hưởng ứng và quan tâm của khách hàng tại đợt 1 chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank, để tri ân hàng triệu khách hàng luôn đồng hành tin tưởng đã và đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank,
Agribank tiếp tục triển khai đợt 2 chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Theo đó, khách hàng là cá nhân mở tài khoản thanh toán lần đầu và được Agribank cấp mã khách hàng mới từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ và một trong các dịch vụ mobile banking, internet banking của Agribank sẽ nhận một mã số dự thưởng được tham gia quay số trúng thưởng đợt 2 chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank. Cơ cấu giải thưởng, một giải nhất là sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 10 giải nhì, mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, 15 giải ba, mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, 20 giải khuyến khích, mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Thông tin chi tiết các chương trình khuyến mại, quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa hoặc liên hệ theo số hotline 1900 55 88 18 để được giải đáp và hướng dẫn chu đáo. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Bệnh viện mắt Bắc Trung Nam, địa chỉ tại lô 2, đường Mai Ân Tim, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, nằm trên đường bờ sông cầu Đông Hương, cầu Cốc. Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý bệnh nhân trong thời gian qua. Bệnh viện mắt Bắc Trung Nam có đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, có y đức, trách nhiệm, chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc người thân. Hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại nhất đáp ứng nhu cầu khám và điều trị chuyên sâu tất cả các bệnh về mắt như phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp PACO, phẫu thuật mộng, quặm, glaucom, thẩm mỹ sụp mi, cắt mí, lấy mỡ mắt, nâng chân mày, phẫu thuật lác, vân vân và các bệnh về mắt khác. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, đến khám chữa bệnh, không cần xin giấy chuyển viện, tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Đặc biệt, bệnh viện đầu tư hệ thống máy chụp các lớp võng mạc, hàng tuần kết hợp với tiến sĩ, bác sĩ, phó trưởng khoa đáy mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương có nhiều năm kinh nghiệm và điều trị chuyên sâu các bệnh về đáy mắt, bệnh võng mạc đái tháo đường. Nhân dân có nhu cầu điều trị các bệnh về mắt, đến tại Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam để được hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Mọi ý kiến đóng góp cũng như giải đáp thắc mắc xin liên hệ. Số điện thoại 02373-752-668, số đường dây nóng 0949-253-663. Rất hân hạnh được đón tiếp. À, chú Thắng, sao, mua được nhà chưa? Ôi anh, em đang nghiên cứu mua dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa, vừa mới mở bán tòa cuối cùng CT3 anh ạ. Được đấy, dự án này chủ đầu tư kiêm tổng thầu EPC Xuân Mai Corp với 37 năm kinh nghiệm uy tín hàng đầu Việt Nam đấy. Dạ, em thích vị trí của dự án này. Ừ. Nằm ngay trong khu đô thị Nam Đông Hương, trung tâm mới của Thanh Hóa, vừa tiện đường đi lại trong thành phố, đi các huyện và các tỉnh lân cận đều thuận tiện bác ạ. Tôi đã mua ở dự án này rồi nên hiểu rất kỹ. Tháng 8 tôi nhận nhà rồi nên tiện ích nội khu rất tốt. Hầm xe rộng rãi, đầy đủ siêu thị, nhà hàng, phòng gym, nhà trẻ và khuôn viên vui chơi nữa. Chuẩn, giá hợp lý bác ạ, chỉ từ 12 triệu một mét vuông và bàn giao toàn nội thất chất lượng cao, vệ sinh Toto, sàn gỗ, tủ bếp đầy đủ cả. Diện tích đa dạng từ 47 đến 72 mét vuông mà còn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng nữa. Vậy tôi với chú đi qua xem nhà mẫu, dự đặt cọc mua nhanh kẻo hết cát đẹp thôi. Chi tiết liên hệ 0971995569, 0917665151 để được tư vấn chi tiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Cao Thanh, Trần Huệ, kỹ thuật sản xuất chương trình Quang Thành, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.